lại được coi là một cơ hội nữa dành cho đội chủ nhà. Như vậy là các bạn thắng 3-hòa cho xi măng với Vinh Sai Ninh Bình. Quả đá phạt tuyệt vời của Đinh Văn Ta. Đinh Văn Ta đã thực hiện một cú lái bóng vào một góc mà thủ môn của BKMX Bình Dương là Đình Đức không thể cản phá, và cách biệt đã được san bằng. Phút thứ 22 của trận đấu và Đinh Văn Ta đã mang lại niềm vui cho các cổ động viên của Ninh Bình. Cú đá đã đi ra ngoài tầm với của Đình Đức, rất khó